Tổng cộng từ trên xuống là 6 người các bạn nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cộng thêm mình là 7 nhá. Mình lên luôn nhá. Ok. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một dòng thang đột đôi chữ A, thương hiệu Hakawa. Ngay tại mình đây là có 3 mẫu thang là 238, 250, 256. Trên tay mình đang cầm đây là 256. Mình sẽ giới thiệu chi tiết trong cái thang 256 này nhá. Dưới chân thang của mình đây được gia cố thêm bởi hai thanh ngang và 8 miếng cao su, nó chịu trơn trượt được trên bề mặt như gạch bông ấy. Và thêm đó nữa là được gia cố bởi hai bánh xe này là dùng cho là mình di chuyển cho nó nhẹ nhàng, đỡ phải tốn công sức mình phải vác rồi là khiêng như đi chỗ này chỗ nọ. Đấy, lên rất nhẹ nhàng các bạn thấy không. Cái thang của mình á là được làm từ là nhôm là T6063, các bạn yên tâm nhé, nó rất dày. Trên thị trường là chưa có dòng thang nào là dày giống như dòng thang của Hakawa. Nhà sản xuất cũng đã gửi cho mình một cái ống thang mẫu đó, cái độ dày của nó và cái khớp nối của nó là bao nhiêu các bạn nhá. Đó, nó rất là dài các bạn nhá, khớp nối rất là dài tới 16 cm các bạn nhá. Trên thị trường hiện nay thì mình được biết là tới 8 đến 9 cm là hết cỡ. Khi mà những dòng thang đó như thế thì nó không chủ được một lực rất nặng và nó sẽ gãy hẳn và sẽ bung ra luôn. Còn thang Hakawa các bạn thấy đó, những khớp nối rất chắc chắn và rất là dài các bạn nhá. Mình sẽ đo thực tế các bạn xem luôn này. Đó, 16 cm, cái cùm khóa là ngay đỉnh chữ A này á, đó được làm rất chắc chắn, rất dày, làm từ thép không rỉ các bạn nhá. Nó dày tới 2,5 ly các bạn nhá. Nó khóa tự động luôn, khi mà kéo ra hình dạng chữ A nó khóa tự động luôn các bạn đó. Các bạn thấy không? Rất chắc chắn, các bạn thấy không? Rất là dày. Một điều nữa các bạn để ý này. Nó được làm một cái thanh giằng trợ lực khi mà lên thang chữ A hay là khi mà lên thang chữ Y hay là lên thang chữ L các bạn nhá. Đây, mình cho các bạn thấy luôn. Nó cực kỳ chắc chắn. Nó cũng dày tới 2,5 ly lần các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lên hình dạng chữ A cho các bạn xem nhá. Khi mà rã ra hình dạng chữ A rồi á thì các bạn kéo thanh giằng này xuống nhá. Kéo thanh giằng này xuống, thẳng xuống. Để nó giữ cố định khỏi thang trượt ra hai bên các bạn nhá. Rồi giờ bắt đầu mời các bạn lên để test thử hình dạng thang chữ A nhá. Trước khi chuyển qua hình dạng chữ Y là các bạn nên nhớ nha, tháo cái thanh giằng ở giữa ra các bạn nhé. Các bạn tháo thanh giằng ở giữa ra nhé. Nó lên này, hình dạng chữ A này. Kéo cái nữa này, hình dạng chữ L này. Kéo một cái nữa này, hình dạng chữ Y này. Đó, các bạn thấy chưa? Mình sẽ lên hình dạng như Y các bạn xem luôn nha. Đó, các bạn thấy chưa? Mọi người thấy không? Hình dạng chữ Y. Hình dạng chữ Y và các bạn thấy là nó có đồ vỏng đúng không? Nó có đồ vỏng như thế này á là cái độ đàn hồi nó rất cực kỳ tốt. Còn mà những cái thang khác, những dòng thang khác mà cứng hay là thang tre, thang gì đó cứng ngắc là khi mà nó gãy á là nó sẽ gãy hoàn toàn luôn. Cho nó cũng phải là nó vỏng như thế này. Cái chỗ khớp nối này được gia cố bởi vì một cái cùm khóa rất cực kỳ chắc chắn các bạn nhé. Rất cực kỳ chắc chắn và dày. Và thêm nữa là được thêm một thanh nẹp trợ lực màu đen này đó. Đó, được gia cố thêm để cái thang mình được chắc chắn và vững chắc hơn các bạn nhé. Các bạn yên tâm nhé. Hồi nãy giờ mình cũng đã hướng dẫn sử dụng và test thử cho các bạn xem là nhiều hình dạng khác nhau. Và ở kế mình đây là dòng thang chữ A nhưng mà nó có 3 loại. Kế mình đây là 238. Còn mình đang đứng ngay đây là 256 và đằng sau mình là 250. Rất nhiều kích thước và chiều cao cho các bạn lựa chọn nhé. Nếu các bạn nào quan tâm hay là muốn sử dụng cho mình chiếc thang ở trong gia đình để mà làm những việc nhỏ trong gia đình á, thì các bạn hãy để lại số điện thoại bên dưới và có nhân viên tư vấn sẽ là tư vấn tận tình cho các bạn. Hoặc các bạn gọi đến số hotline của công ty 0567869999 các bạn nhé. Hakawa xin chào các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.